cô và toàn thể các bạn đội viên thân mến. Hành trình về địa chỉ đỏ là một trong những hoạt động thiết thực đã được hội đồng đội các cấp đưa vào chương trình hoạt động đội hàng năm. Và trong năm học 2020-2021 này, hội đồng đội tỉnh Long An đã triển khai tham gia cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2020, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Thạnh Hóa tham gia hành trình hát quốc ca tại địa chỉ đỏ, khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207. Các bạn có biết không, khu tưởng niệm được xây dựng vào năm 2016 tại ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Chính quyền huyện và ban liên lạc Trung đoàn 207, quân khu 8, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng nhiều đơn vị khác tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm và giỗ hơn 200 liệt sĩ hy sinh tại đây. Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Em chào con, chào. Thưa quý thầy cô và các bạn đội viên thân mến, chúng em, những mầm non của quê hương Thạnh Hóa, xin hứa sẽ cố gắng học tập và làm theo lời bác dạy để trở thành người có ích cho quê hương, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, tiếp bước các anh hùng liệt sĩ của Trung đoàn 207, góp phần xây dựng huyện Thạnh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc. Hào khí Việt Nam!